Thành Hậu xin đọc lên cái danh sách của những vị mạnh thường quân để đóng góp vào chương trình hôm nay. Thì mì là gồm có mì, mỗi một thùng mì đó là 72.000. Mì là gồm có 72.000 một thùng mì. Và gạo đó thì gạo là 10.000 một ký. Nhưng mà thật ra là gạo này không phải là 10.000 là không ngon, tại vì Thành Hậu mua là trên 200 tấn gạo rồi, cái mùa dịch rồi đó. Cho nên người ta bán rất là rẻ. Chứ nếu người ta ở ngoài là bán 12.000 nhưng mà bán cho đi phát quà là 10.000 thôi. Và như vậy thì một tấn gạo, và một tấn gạo là 10 triệu, và cùng với mì là 72.000 một thùng, 100 thùng là 7.2 triệu. Như vậy là tổng cộng là 100 phần quà là gồm có là 17.200.000, cộng với tiền dầu đi xuống đây từ ở trên Vĩnh Thạnh xuống đây là 500.000 nữa. Vậy là hôm nay là 17.700.000. Thì đây là những danh sách của vị mạnh thường quân. Một là anh Tony, và Tony Bùi, Bùi Nguyễn, Bùi Trung Hiếu là gửi là 200 đô trị giá là 4.6 triệu. Thứ hai là Huỳnh Thị Chi Vân, 300 đô là 6.9 triệu. Thứ ba là Liễu Đoàn, 100 đô là 2.3 triệu. Thứ tư là Zalo Oanh Nguyễn, gửi giùm anh Xuân Vũ, 100 đô là 2.3 triệu. Và rút ra chú Chi Nguyễn là 1.6 triệu. Vậy là tổng cộng 5 vị mạnh thường quân là 17.700.000. Thì đây là với chú đã gửi vào cái danh sách phát quà ngày hôm nay. Vậy thì một lần nữa Thành Hậu xin nguyện đem công đức lành này để hồi hướng về cho tất cả những vị mạnh thường quân, gia đình là cửu quyền thất tổ được tịnh độ siêu. Thì đây tất cả đồng đạo đang chuyển xuống tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa toàn thể chư quý vị, và kính thưa ban trị sự ở xã Trường Thành, kính thưa toàn thể cô bác bà con. Thì hôm nay là ngày 11 tháng 2 niên Nhâm Dần, và Thành Hậu xuống đây để thay mặt cô bác bà con mạnh thường quân ở các nơi trong và ngoài nước để hỗ trợ cho toàn thể quý vị một phần quà. Ở trong đây là gồm có 10 ký gạo và một thùng mì. Tại vì hiện tại bây giờ quý vị mình ở đây thấy cuộc sống rất là yên ổn, tuy rằng mình nói nó khổ nhưng mà rất yên ổn hơn các nước ngoài. Tại vì mắt nhìn ngoại quốc thảm thê thì Nam Bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Dạ, cho nên bây giờ các nước là ở ngoài rất là khổ khó. Thì hiện tại bây giờ lý do những cái bên kia là về cái đức, quan trọng là về vấn đề cái cuộc sống thiếu phước, thiếu đức thì sẽ bị ảnh hưởng những cảnh khổ khó, cũng như như chuyến rồi đất nước Việt Nam. Và hiện tại bây giờ dịch bệnh đang bùng phát tiếp tục lại. Thì mong rằng cô bác bà con nhận đây là một phần quà, thì là một cái tấm lòng của quý vị mạnh thường quân đã nhín chút cái miếng ăn của mình. Tại vì người ta cũng giống như mình thôi, đi làm rất là vất vả, rất là cực khổ, đồng tiền làm rất là vất vả cực khổ mới có được đồng tiền, và mới đem xuống để trao gửi toàn thể quý vị. Thì chúng tôi thấy rằng cô bác bà con nên cố gắng mình niệm Phật để cho nó rơi bớt đi tất cả những cái nghiệp chướng của mình, và đặc biệt hơn nữa mới cho có được một cái công đức phước duyên. Và hiện tại và trong tương lai, hiện giờ quý vị mình đến đây, chúng tôi tin chắc rằng đó là hồi kiếp trước hay hoặc là kiếp này quý vị mình đã cũng có gieo duyên với ban trị sự này, cho nên những cái phần quà thì mang đến quý vị đó là có cái nhân duyên rồi, phải không? Nếu mà không có nhân duyên thì thiếu gì chỗ, thiếu gì người. Cái xã này rất là đông, nhưng mà những cái người đến nhận quà đây là cũng có nhân duyên với ban trị sự, ít nhất là mình chắc cũng có niệm Phật, phải không quý vị? Có niệm Phật không? Dạ, cho nên nhờ có niệm Phật cho nên chị Xuân Mỹ mới biết, mới quen, và ban trị sự mới biết được đến quý vị. Thì mong rằng đây là một cái món quà gieo duyên cùng với quý vị mình. Thì Thành Hậu chúc cho toàn thể cô bác bà con ở đây luôn luôn được bình an và cố gắng niệm Phật hàng ngày, ít nhất mình cũng phải ăn chay rồi cầu nguyện cho thế giới hòa bình. Chứ hiện bây giờ bên kia mà nó chiến tranh thì bên đây gọi là
Thường thường gọi là phương xa có giặc thì thung dung đặng nào, ở bên kia phương xa là bên kia mà nó lu bu, bên đây mình khó lắm. Hiện bây giờ xăng quý vị mình thấy là 30 ngàn rồi, càng ngày càng lên cao thì cuộc sống chúng ta càng khổ. Dạ, thì chỉ cố gắng niệm Phật để tu, để có công đức quốc duyên là mình sẽ bớt khổ. Vậy thì một lần nữa Thành Hậu thay mặt cho cô bác bà con xin chúc cho quý vị luôn luôn được bình an và cố gắng niệm Phật. Và đây thì những phần quà này Thành Hậu được những vị mạnh thường quân để đóng góp chương trình phát quà ngày hôm nay, thì gồm có là bên Thành Hậu là 100 phần, thì nghe nói đâu bên anh Vũ nữa ha chú hai, và bên anh Vũ là 50 phần nữa. Đọc lên cái danh sách của những vị mạnh thường quân để đóng góp vào chương trình hôm nay. Thì mì là gồm có mì, mỗi một thùng mì đó là 72 ngàn. Mì là gồm có 72 ngàn một thùng mì. Và gạo đó thì gạo là 10 ngàn một ký. Nhưng mà thật ra là gạo này không phải là 10 ngàn là không ngon. Tại vì Thành Hậu mua là trên 200 tấn gạo rồi, cái mùa dịch rồi đó, cho nên người ta bán rất là rẻ. Chứ nếu người ta ở ngoài là bán 12 ngàn nhưng mà bán cho đi phát quà là 10 ngàn thôi. Và như vậy thì 1 tấn gạo, và 1 tấn gạo là 10 triệu. Và cùng với mì là 72 ngàn một thùng, 100 thùng là 7 triệu 2. Như vậy là tổng cộng là 100 phần quà là gồm có là 17 triệu 200 ngàn. Rồi cộng với tiền dầu đi xuống đây, từ ở trên Vĩnh Thạnh xuống đây là 500 ngàn nữa. Vậy là hôm nay là 17 triệu 700 ngàn. Thì đây là những danh sách của vị mạnh thường quân. Một là anh Tony, và Tony Bùi, Bùi Nguyễn, Bùi Trung Hiếu, là gửi là 200 đô, trị giá là 4 triệu 6. Thứ hai là Huỳnh Thị Chi Vân, 300 đô là 6 triệu 9. Thứ ba là Liễu Đoàn, 100 đô là 2 triệu 3. Thứ tư là Gia Lô Oanh Nguyễn, gửi giùm anh Xuân Vũ, 100 đô là 2 triệu 3. Và rút ra chú Chi Nguyễn là 1 triệu 6. Vậy là tổng cộng 5 vị mạnh thường quân là 17 triệu 700 ngàn. Thì đây là với chú đã gửi vào cái danh sách phát quà ngày hôm nay. Vậy thì một lần nữa Thành Hậu xin nguyện đem công đức lành này để hồi hướng về cho tất cả những vị mạnh thường quân, gia đình là cửu quyền thất tổ được tịnh độ siêu và đất nước Việt Nam cùng năm châu thế giới được mưa thuận gió hòa, nhà nhà được an cư lạc nghiệp và dịch bệnh mau tiêu trừ và tai qua nạn khỏi. Thì tiếp theo thì mời chú hai chị Xuân Mỹ sẽ có đôi lời đáp từ đối với cô bác bà con mạnh thường quân ha. Báo luôn cái phần nay là 150 phần năm phần có đủ luôn. Dạ rồi. Vậy thì hôm nay là giữa Thành Hậu đại diện cho 5 vị mạnh thường quân là 100 phần quà. Và tiếp theo đó là anh Vũ, Nguyễn Văn Vũ là hỗ trợ thêm 50 phần nữa. Thì ở đây có chị Xuân Mỹ đại diện cho nơi ban trị sự và đại diện cho bà con cũng có đôi lời phát biểu trong cái chương trình phát quà ngày hôm nay. Xin kính mời chị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, kính thưa quý vị đại diện cho mạnh thường quân, hiện diện là cư sĩ Thành Hậu, và kính thưa chú hai Nguyễn Phú Vàng cũng là giáo lý viên ban trị sự trung ương, cũng là cầu nối để giúp cho ban trị sự xã Trường Thành và cùng toàn thể quý vị ở địa phương của xã Trường Thành được nhận phần quà hôm nay. Kính mến, kính thưa quý vị, thì hôm nay có một cái duyên lành, thế nên mà quý vị mạnh thường quân đã nhín chút thời gian quý báu và nhiệt tâm để đến ban trị sự xã Trường Thành giúp đỡ cho bà con địa phương của mình ở trong xã này được no cơm ấm áo và cũng được sự hỗ trợ và nhiệt tình để đến đây mà để giúp cho ban trị sự xã Trường Thành gieo duyên cùng quý vị. Thì tôi hôm nay thay mặt cho ban trị sự xã Trường Thành xin chân thành gửi đến toàn thể quý vị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước với cái tấm lòng cao cả và quý giá, xin kính chúc cho mạnh thường quân được nhiều sức khỏe và hạnh phúc thành đạt trên mọi lĩnh vực, và kính chúc cho gia đình và bố quyến thân tâm an lạc.
đạo quả Diên Thành. Kính thưa toàn thể quý vị, toàn thể quý đồng bào bà con ở địa phương mình, thật là một cái may duyên. Từ hôm trong Tết đến nay thì xã Trường Thành chưa có nhận được phần quà của ai mà để phát cho quý vị địa phương mình hết. Nhưng mà hôm nay là chú Hai là cầu nối và Hạnh Hậu cũng là một cái vị đại diện cho Mạnh Thường Quân ở nước ngoài để đem phần quà ở phương xa đến giúp cho bà con mình. Thì tôi mong rằng quý vị phải có một cái nhiệt tâm mà để là mình hướng về đạo, niệm Phật, rồi làm lành để chi mình trả đền đáp được cái công ơn của Mạnh Thường Quân đã có một cái hảo tâm mà giúp cho mình như thế. Thì nếu như mà bà con mình nhận phần quà này về mình dùng thì gán niệm Phật để mình hồi hướng cho cái phước lành cho những vị Mạnh Thường Quân. Rồi từ đó thì mình có cái duyên nhân rộng ra thì mình mới được hưởng nữa. Còn nếu như mà mình không có ăn chay niệm Phật làm lành mà mình cứ mãi làm những việc không có tốt đó thì nó đoạn đi cái nhân duyên của mình. Thì từ đó trở về sau mình không còn được hưởng cái quả phước lành nữa. Như vậy thì hôm nay tôi đại diện cho Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Trường Thành xin chân thành một lần nữa gửi đến Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước và gia đình của cư sĩ Thành Hậu cùng chú Hai là lời chân thành cảm ơn sâu đậm nhất của Ban trị sự chúng tôi và cùng những vị ở địa phương. Thì một lần nữa kính chúc cho toàn thể quý vị được nhiều sức khỏe và thượng lộ bình an và tinh tấn tu hành đến ngày thành công đắc quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chú Hai có nói gì không? Chú nói trả lời. Dạ, rồi nhưng mà chú Hai có đôi lời với bà con. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thưa với Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo ở xã Trường Thành, kính thưa với tất cả quý bà con đồng đạo đồng bào, quý vị hôm nay được cái tin đến đây để nhận quà. Thưa với quý vị thì tôi cũng là cái môi giới để thấy ở đây bà con mình lâu quá mà không có được ai mà hỗ trợ, cho nên suy nghĩ nó có lên tiếng. Tôi mới nói thôi vậy, tôi nói với mấy Thành Hậu với mấy nhà Mạnh Thường Quân thì đưa Thành Hậu chấp thà nhận thì hôm nay phát quà. Thì thưa với quý vị thì cái phần quà của mình nó không có nhiều, nó một món cũng mà rất là nhỏ thôi, 10 kg gạo, một thùng mì mà ăn vài bữa cũng hết rồi phải không? Nhưng mà đây là cái tấm lòng của ta, cái tấm lòng của ta. Đúng rồi đó, một nắm khi no đói bằng một gói khi no. Của ti tơ tóc mà mình nghĩ so ngàn vàng phải không? Đó là cái tình của những người Mạnh Thường Quân. Dạ. Nhưng mà giáo lý Phật giáo Hòa Hảo thầy có dạy câu này nè, nói giúp người đỡ khó như mì, nhưng mà dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Em mong muốn sao bà con mình lãnh phần quà niệm được Nam Mô A Di Đà Phật thôi à. Câu một à. Mà không phải là hỏi câu đó làm gì, nhưng mà muốn cho quý vị gieo duyên với Phật pháp thôi. Và đời đời và sao chúng ta không mất được cái đối với Phật pháp. Cho nên thôi thì bữa nay mình phát quà để gieo duyên cùng nhau. Vừa ăn nhưng mà cái tinh thần niệm Phật nha. Thì biết rồi. Tôi xin kính chúc quý vị nhất là các nhà Mạnh Thường Quân được dồi dào sức khỏe, trí huệ phát khai và sắc đẹp nè, ha. Trí huệ và sắc đẹp rồi giàu có rồi hạnh phúc ha. Bởi vì nếu mà không giàu có làm sao cho ta nữa được. Là chúc chú nhà Mạnh Thường Quân giàu có lên và là cho ta nhiều hơn nữa. Con chân thành đến thành chào quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đi ra luôn. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ rồi, tới luôn. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị nhận phần quà nhớ niệm Nam mô A Di Đà Phật nha. Dạ. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ tới luôn. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Cái gì không thắng từ từ đi, ai cũng có đi, có phiếu là có à, đừng có chen lắm quá, không thắng từ từ à, từ từ ai cũng có hết trơn á. Dạ, từ từ có phiếu là có à. Không thắng từ từ à, chứ đừng có chen lắm quá. Cô đi tới đi con. Có phiếu là có à, đừng có sợ mà không có. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Rồi mình niệm Phật đi, đừng có nói chuyện nữa. Rồi, Nam Mô Đà Phật nha bà con ơi. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Rồi xách cái đó giùm. Rồi sao mà xách được? Kêu ông Sơn xách để đó coi, tôi vậy xách nha, bà để ngoài đó. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật tới luôn. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Xích qua đây. Nam Mô Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Nam Mô Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Cho bà cụ đó coi. Khoan khoan, cho bà cụ đó trước đi. Tiếp 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 bà cụ cái chú Hai. Đây 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 nè. Rồi, hai phiếu luôn, đẩy lên đó luôn. Đây đây đây, ai tiếp cho bà cụ coi. Để lại đây nè. Đây đây, dụng coi cho bả. Kịp nè, đây đây đây, bả hai phần lận. Sao bà nghe nó không đi mà bả kêu tôi đi. Rồi, Nam Mô Đà Phật. Dạ. Tiếp tiếp luôn mới được, cái này tiếp. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Tiếp tiếp tiếp. Vậy hả? Ta đi mà người ta bốn, một người mà nhận thế 4-5 phần là một cái xe ta ôm đó 4-5 người ta dồn lên ta lấy tiền 50.000. Còn nếu một người mà đi một chuyến là ta ăn 50.000. Cho nên bởi vì mới lấy thế là người 4-5 phần. Khổ vậy. Vậy thì cũng tội nghiệp cho em nữa, người ta coi lên người ta nói mình tội nghiệp khổ vậy đó. Có thể thí dụ như mấy mình người quân ta không chịu rồi đó. Dạ. Nhưng mà cũng tội nghiệp bà con rồi mình cũng sao. Dạ. Bởi vì tôi cũng thắc mắc nữa, tôi nói sao mà làm thế vậy mà toàn là xe ông đã ôm chở vậy đó. Dạ. Rồi chuyến này á, chị phát phiếu thì chị nói là nếu như mà không đi được là không cho. Dạ. Tại vì bắt buộc là phải đi mới được. Chứ nếu như mà nhận quà thì hết mà không có người thì không được. Dạ. Một phiếu rồi, ngồi đảo lại. Nam Mô là một phiếu. Một phiếu rồi, bà con. Đừng có vậy vậy, nó lộn rồi.
đi đường này luôn nè, đi luôn ra ngoài này luôn con. Đây, chị cô nào. À, có rồi, có rồi. Đây là Phật. Đi đường này luôn chị. Đi đường này.